Ok, xin chào anh em. Và hôm nay thì em sẽ quay trở lại với anh em cái sản phẩm rất là hot đến từ thương hiệu Hamilton. Và giới thiệu với anh em luôn là Hamilton là một cái thương hiệu có xuất xứ từ nước Mỹ, mang trong mình cái thiết kế phóng khoáng và cái chất lượng từ nước Mỹ. Tuy nhiên lại được thừa hưởng những cái tinh túy từ cái nền đồng hồ rất là tuyệt vời của Thụy Sĩ và được bảo trợ bởi tập đoàn đồng hồ lớn nhất thế giới, đó là tập đoàn Swatch Group. Thế nên là Hamilton là một cái thương hiệu rất rất đáng chơi. Và hôm nay thì em đang có đây một chiếc đồng hồ siêu lướt, tình trạng đầy đủ hộp sổ, zin 100%, quá là đẹp, quá là tốt và cái giá cũng rất là ngon để anh em chơi. Một chiếc mà đầy đủ hộp sổ như thế này đó, thì anh em biết là tình trạng của nó còn rất là đẹp rồi đấy. Chúng ta sẽ có đầy đủ hộp sổ. Đây là cuốn sổ của Hamilton anh em nhé, bằng rất nhiều thứ tiếng và anh em có thể nghiên cứu kỹ về nó khi mà mua chiếc này nhé. Ở đây thì em sẽ có hộp phía trong, hộp chính của Hamilton. Đây, em mở nó ra. Và đây sẽ là cái sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Và nếu như anh em lần đầu tiên đến với kênh thì bên em chuyên mua bán trao đổi những chiếc đồng hồ chính hãng qua sử dụng hoặc săn sale với cái mức giá rất là tốt để anh em chơi. Và nếu như anh em có bất cứ nhu cầu nào về mua bán trao đổi chiếc đồng hồ chính hãng, mời hãy liên hệ với em với số hotline là 0828 915 222 hoặc nhắn tin vào số Zalo là 0973 816172 nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về cái sản phẩm ngày hôm nay. Một cái chiếc mà full set như thế này thì phải nói là rất là hiếm. Và em đang có ở đây một chiếc Hamilton Viewmatic Jammaster Open Heart. Một cái chiếc mà cái tên nó hơi dài một chút, tuy nhiên là như thế thì nó mới nói lên được hết cái tính chất của chiếc này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một chiếc với cái thiết kế rất là quen thuộc của Hamilton. Đó, chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ size 40mm, có phần lắc to lắc này khá là dài. Đó, nên nó phù hợp với những em nào có cổ tay không bị nhỏ nhé. Không bị nhỏ thì mới đeo chiếc này được. Chiếc này ở trên tay thì nó sẽ có cái cảm giác là vừa rất là trẻ trung nhưng cũng đủ độ sang trọng và tinh tế để anh em sử dụng vào những cái dịp quan trọng. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái phần thu hút nhất của chiếc này. Đó chính là dial. Dial trước này của chúng ta thì sẽ là một cái dial rất rất là đẹp và được hoàn thiện rất là chi tiết đến từ Hamilton. Ở phía ngoài thì tất nhiên rồi sẽ là một lớp kính sapphire nguyên khối có độ cong nhẹ này, nó tạo cho cái dial có một cái hiệu ứng rất là đẹp khi mà có ánh sáng đi qua. Và bây giờ thì em sẽ phô diễn cái chức năng dừng kim dây của chiếc này, anh em xem nhé. Khi mà em rút núm ra thì cái nhíp hacking được lộ ra ở đây, nó sẽ hoạt động này. Đó, lúc này đồng hồ sẽ đứng lại và chúng ta có thể chỉnh giờ đến cái múi giờ, đến cái khoảng thời gian chính xác từng giây một. Sau khi mà chỉnh đến đây thì em bấm vào. Đó, đồng hồ lại tiếp tục chạy. Và cái thứ quyến rũ nhất trên chiếc Jammaster Open Heart này đó chính là những cái phần lộ ra cái bộ máy tuyệt vời bên trong, một bộ máy cơ tự động đến từ Thụy Sĩ rất là đẹp mắt anh em nhé. Góc 12 giờ sẽ là điểm thu hút nhất của dial. Chúng ta sẽ được quan sát cái trái tim của bộ máy. Đó chính là cái phần bộ cân bằng. Cái bộ phận bộ cân bằng này chính là cái bộ phận mà quyết định cái đồng hồ có chạy nhanh hay chạy chậm hay chạy chính xác. Đó, anh em thấy không? Nó đã đập liên hồi, cung cấp cho đồng hồ những cái dao động rất là chuẩn xác, rất là tuyệt vời của một bộ máy đồng hồ chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Và cái phần này cũng được Hamilton trang trí rất là tỉ mỉ, rất là tinh tế bằng các cái vân xoáy này. Và lộ ra cái phần cái viên chân kính to nhất của bộ máy, rất là đẹp đúng không ạ? Đó, ở phía 6 giờ thì chúng ta sẽ có dòng chữ Swiss Made này. Phần 7 giờ đến 8 giờ sẽ là một cái phần lộ cơ nữa. Đây chính là những cái cơ cấu ánh răng của đồng hồ. Còn ở góc 3 giờ thì là cái nhíp hacking stop, anh em thấy không? Chỉ riêng có của Hamilton thì mới có cái phần thiết kế lộ cơ nó dạng như thế này. Thường thường thì chúng ta sẽ chỉ có phần lộ cơ nguyên cái phần bộ cân bằng này hoặc là lộ tất cả ra. Như Hamilton với một cái thiết kế phóng khoáng đến từ cái bộ sưu tập Jammaster này. Jammaster này thì là lấy cảm hứng thiết kế từ nhạc jazz, một cái loại nhạc rất là phóng khoáng và nó không hề có biên giới nào cho cái sự sáng tạo cả. Và đây là một chiếc đồng hồ mang cái năng lượng tích cực như thế. Chúng ta sẽ có các cọc số 3, 6, 9, 12 là cọc số Arabic. Còn lại chúng ta sẽ có những cọc số vạch được hoàn thiện rất là tốt với cái màu vàng hồng trên nền dial, một trắng chạy tia sunburst này, làm cho cái dial nó thật sự là rất là nổi bật và rất là bắt mắt anh em nhé. Những cái phần lộ cơ này cũng được bo lại bởi những cái phần
mạ màu vàng hồng, cho thấy là Hamilton đã đầu tư rất là nhiều kỹ thuật vào cái chiếc này. Bộ kim cọc cũng được hoàn thiện rất là tốt và có sủ phủ dạ quang luôn, rất là tuyệt vời khi mà anh em sử dụng trong bóng tối, rất là tuyệt đó. Chiếc này của chúng ta thì đây, ở phía sau này, sau cái lớp kính sapphire phía sau này thì chúng ta đã quan sát được toàn bộ cái bộ máy đến từ Thụy Sĩ. Ở phần phía sau sẽ có một quả băng có logo của Hamilton này. Chiếc này chúng ta sẽ sử dụng 25 chân kính, hoạt động trên tần số dao động là 28.800 VPH và tích cót đến 40 giờ và chạy rất là chuẩn. Phải nói là máy của Hamilton trong tầm phân khúc này thì không có đối thủ đâu ạ. Máy này của chúng ta thì đang sử dụng máy caliber ETA 2824 đến từ nhà sản xuất máy ETA. Cái bộ máy này thì nó đã được chứng minh cái sự bền bỉ, lành tính và chính xác trong cái khoảng thời gian rất là lâu rồi. Nên anh em yên tâm sử dụng nhé. Đây là những cái mã số đầu tiên của máy này, H325650, chống nước ở 50m, kính sapphire và switch mate tất nhiên rồi. Đây là một bộ máy đến từ Thụy Sĩ mà. Ok, đó sẽ là những cái thông tin cơ bản về chiếc này. Đi cùng với đồng hồ chúng ta sẽ có một bộ dây zin của Hamilton đó, màu đen, và cái khóa cài cổ điển cũng là khóa zin luôn đó. Bây giờ em sẽ đeo lên tay để anh em có thể cảm nhận chiếc này trên tay của chúng ta sẽ đẹp như thế nào. Chiếc này thì chúng ta sẽ phải có cổ tay ít nhất là bằng tay của em, hoặc là to hơn thì sẽ đẹp hơn nhé. Tay anh em khoảng là 17.5 đổ lại, đeo chiếc này rất là ổn. Bởi vì là tuy là size 40mm, tuy nhiên là phần lắc tu lắc nó dài, nó tạo ra cái đồng hồ có một cái form khá là to. Nên là tay em nhỏ dưới 15.5, nhỏ hơn tay của em thì tốt nhất là nên bỏ qua chiếc này. Đó, đeo trên tay thì nó rất là năng động, trẻ trung, thiết kế thì tinh tế, và sẽ là một điểm nhấn tuyệt vời trên cổ tay của anh em nhé. Đó, rất là đẹp. Một chiếc zin như thế này thì hãng đang bán với mức giá mới là hơn 30 triệu. Còn em đang có một chiếc qua sử dụng lướt, đầy đủ phụ kiện để anh em chơi. Cam kết hàng chính hãng 100% nhé. Có thể cùng anh em đi check ở bất cứ những trung tâm uy tín nào. Và sẽ có bảo hành 2 năm cùng hỗ trợ bảo hành trọn đời cho anh em chơi chiếc này. Thì chiếc này em đang giao lưu lại với anh em mức giá là 12.500.000 cho một chiếc Hamilton siêu lướt như này. Nếu anh em quan tâm, hãy liên hệ ngay với em với số hotline là 0828 91522, hoặc nhắn tin vào số Zalo là 0973 816172 để bên em hỗ trợ tư vấn và giải đáp nhanh nhất các thắc mắc của anh em nhé. Nhớ bấm nút đăng ký màu đỏ phía dưới video, bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ một cái sản phẩm ở bên em cả. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.